Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, đêm nay sáng sớm mai phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có sương mù, tầm quan sát hạn chế gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị! Cảnh báo đêm nay sáng sớm mai hầu khắp vùng núi ở miền Bắc lại có sương mù bao phủ, khiến tầm nhìn xa giảm thấp dưới 1 km, có nơi chỉ 500 m. Di chuyển trên các cung đường đèo núi nhiều khúc cua rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, tài xế có thể bật đèn sương mù phía sau xe và đèn khẩn cấp để các xe di chuyển xung quanh nhận diện được vị trí của mình. Khi dùng đèn sương mù thì không nên bật cùng đèn pha mà phải dùng cùng đèn cốt. Nếu xe không trang bị đèn sương mù, có thể dùng một miếng đề can màu vàng dán lên đến nửa đèn pha.